Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tĩnh Nguyện Buổi Sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 27. Đây là số của những trưởng tộc của dân Israel, tức các quan tướng cai ngàn người và cai trăm người, và các quan trưởng của chúng vẫn phục sự vua, cai quản các ban thứ quanh năm, mỗi tháng thay nhau đi ra đi vào. Mỗi ban thứ số được 24,000 người. Ban trưởng của ban thứ nhất về tháng Giêng là Yashobeam, con trai của Sabdien. Trong ban người có 24,000 người. Người thuộc về dòng Phê-rết làm đầu các quan tướng về tháng Giêng. Ban trưởng của ban tháng 2 là Đô-đai người A-hô-ha. Mít-lô làm quan chánh trong ban người. Ban người có 24,000 người. Ban trưởng của ban thứ 3 về tháng 3 là Benaya, con trai của thầy tế lễ Jehoiada. Trong ban người có 24,000 người. Benaya này là người mạnh dạn trong 30 người kia và làm đầu 30 người ấy. Amisadab, con trai người, cũng ở trong ban người. Ban trưởng thứ tư về tháng tư là Asaen, anh em của Joab, và Sebadia, con trai người, tiếp theo người. Trong ban người có 24,000 người. Ban trưởng thứ năm về tháng năm là Samehut, người Gitra. Trong ban người có 24,000 người. Ban trưởng thứ sáu về tháng sáu là Ira, con trai Ike ở Thekoa. Trong ban người có 24,000 người. Ban trưởng thứ bảy về tháng bảy là Helet, người chi phái Ephraim ở Phalon. Trong ban người có 24,000 người. Ban trưởng thứ tám về tháng tám là Sibekai ở Husa, thuộc về dòng Serach. Trong ban người có 24,000 người. Ban trưởng thứ 9 về tháng 9 là Abiezer, người chi phái Benjamin ở Anatot. Trong ban người có 24,000 người. Ban trưởng thứ 10 về tháng 10 là Maharai, về dòng Serach ở Netopha. Trong ban người có 24,000 người. Ban trưởng thứ 11 về tháng 11 là Benaya, người chi phái Ephraim ở Phirathon. Trong ban người có 24,000 người. Ban trưởng thứ 12 về tháng Chạp là Hiên Đai, về dòng Ốt-ni-ên ở Netopha. Trong ban người có 24,000 người. Đây là các người cai quản các chi phái Israel. Eliezer, con trai Siết-ri, cai quản người Ruben. Người cai quản người Simeon là Shephatia, con trai Ma-a-ca. Người cai quản chi phái Levi là Hashabia, con trai của Kemuel. Còn Sa-đốc cai quản con cháu A-rôn. Người cai quản Giu-đa là Elihu, anh em của David. Người cai quản Isaka là Omri, con trai của Mikael. Người cai quản Sabulon là Jitmahia, con trai của Obadia. Người cai quản Nephtali là Jerimot, con trai của Ariel. Người cai quản con cháu Ephraim là Ose, con trai của Asasia. Người cai quản nửa chi phái Manasse là Joen, con trai Phedaya. Người cai quản nửa chi phái Manasse tại xứ Galaad là Gido, con trai của Sachari. Người cai quản Benjamin là Ya-a-si-en, con trai Abne. Người cai quản Dan là Asaren, con trai của Jeroham. Ấy đó là các trưởng của các chi phái Israel. David không lấy số dân Israel từ 20 tuổi sắp xuống, bởi vì Đức Giê-hô-va có hứa rằng sẽ làm tăng lên Israel đông như sao trên trời. Joab, con trai của Seruya,
khởi lấy số, nhưng không xong được. Vì cớ việc đó nên có cơn thạnh nộ giáng họa trên Israel, và số tu bổ ấy không nhập vào số của sử ký vua David. Atmavet, con trai Adien, cai các kho tàng của vua. Jonathan, con trai Usia, cai các kho tàng ở đồng ruộng, ở trong các thành phố, trong những làng và trong những đồn. Esri, con trai Kelub, cai các kẻ lo làm ruộng cày đất. Shimri, người Rama, coi sóc các vườn nho. Còn Sabdi, người Shepham, coi sóc kho rượu trong vườn nho. Ba anh Hanan, người Gede, coi sóc các cây olive và cây sung mọc trong các đồng bằng. Còn Joab coi sóc các kho dầu. Shichai, người Sharon, coi sóc các bầy bò ăn cỏ tại Sharon. Còn Sa-phát, con trai Ác-lai, coi sóc các bầy bò ở trong trũng. U-bin, người Ít-ma-ên, coi sóc các lạc đà. Dê-đia, người Meronốt, coi sóc các lừa cái. Gia-xít, người Hagarit, coi sóc các bầy chiên. Các người đó đều là kẻ cai quản các sản nghiệp của vua David. Jonathan, cậu của David, làm mưu sĩ, là một người thông sáng và làm quan ký lục. Còn Jehiel, con trai của Hacmoni, làm giáo sư các vương tử. Ahitophel làm mưu sĩ của vua. Hushai, người Akit, là bạn hữu của vua. Sau Ahitophel có Jehoiada, con trai của Benaya và Abitha. Joab làm quan tướng đạo binh của vua. Chương 28. David hiệp lại tại Jerusalem hết thảy các quan trưởng Israel, các tộc trưởng của các chi phái, các ban trưởng phục sự vua, các quan tướng cai ngàn quân và trăm quân, các kẻ cai quản sản nghiệp của vua và của các con trai người, luôn với các hoạn quan và những người mạnh dạn. Vua David đứng dậy nói rằng: Hỡi các anh em và dân sự ta, hãy nghe. Ta đã có ý xây cất một cái đền an nghỉ cho hòm giao ước của Đức Giê-hô-va, cho cái bệ chân của Đức Chúa Trời chúng ta. Ta đã sắm tài liệu cho sẵn đặng cất. Nhưng Đức Chúa Trời phán với ta rằng: Ngươi chớ cất đền cho danh ta, vì ngươi là một tay chiến sĩ, đã đổ huyết ra nhiều. Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel có chọn ta từ trong cả nhà cha ta làm vua Israel đời đời. Vì Ngài đã chọn Giu-đa làm trưởng, và trong nhà Giu-đa chọn nhà của cha ta. Còn trong các con trai của cha ta, Ngài vui lòng chọn ta, lập ta làm vua trên cả Israel. Vả, Đức Giê-hô-va có ban cho ta nhiều con trai. Trong các con trai ấy, Ngài đã chọn Sa-lô-môn con trai ta đặt ngồi trên ngôi nước Đức Giê-hô-va đặng cai trị Israel. Ngài phán với ta rằng: Sa-lô-môn con trai của ngươi sẽ cất cái đền và các hành lang của ta, vì ta đã chọn nó làm con trai ta, và ta sẽ làm cha nó. Nếu người bền lòng làm theo các điều răn và luật lệ ta như ngày nay, thì ta sẽ làm cho nước người được bền vững đời đời. Vậy bây giờ, tại trước mặt cả Israel là hội chúng của Đức Giê-hô-va, đang có Đức Chúa Trời chúng ta lắng tai nghe. Ta xin các ngươi hãy tìm kiếm và giữ gìn các điều răn của Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi, để các ngươi nhận lấy xứ tốt tươi này và để lại cho con cháu các ngươi làm cơ nghiệp đời đời. Còn ngươi là Sa-lô-môn con trai ta, hãy nhận biết Đức Chúa Trời của cha, hết lòng vui ý mà phục sự Ngài. Vì Đức Giê-hô-va dò xét tấm lòng và phân biệt các ý tưởng. Nếu con tìm kiếm Ngài, Ngài sẽ cho con gặp. Nhưng nếu con lìa bỏ Ngài, ắt Ngài sẽ từ bỏ con đời đời. Bây giờ khá cẩn thận, vì Đức Giê-hô-va đã chọn con đặng xây cất một cái đền dùng làm nơi thánh của Ngài. Khá mạnh dạn mà làm. Bây giờ David trao cho Sa-lô-môn con trai người cái kiểu về hiên cửa, về đền thờ
về các kho tàng, về lầu gác, về phòng trong của đền thờ và về nắp thi ân. Lại, chỉ các kiểu người nhờ Thánh Linh cảm động mà được, về các hành lang của đền Đức Giê-hô-va và về các phòng bốn phía, về những kho tàng của đền Đức Chúa Trời và về các kho để vật thánh, về ban thứ của những thầy tế lễ và người Lê-vi, về các công việc của đền Đức Giê-hô-va và về các thứ khí dụng trong đền Đức Giê-hô-va. Cũng chỉ kiểu số cân về các khí dụng bằng vàng, dùng về mỗi thứ công việc, và về các khí dụng bằng bạc, với số cân nó, dùng về mỗi thứ công việc. Lại chỉ số cân về những chân đèn bằng vàng, và về những thếp đèn vàng của nó, theo cân nổi của mỗi chân và thếp nó. Số cân về những chân đèn bằng bạc, theo cân nổi của mỗi chân và thếp nó, tùy cách dùng của mỗi chân đèn. Người cũng chỉ số cân về các ban để bánh trần thiết và bạc về những bàn bằng bạc, chỉ kiểu về nĩa, chậu và ly bằng vàng ròng, về chén vàng và số cân của mỗi cái, về những chén bạc và số cân của mỗi cái. Lại chỉ kiểu về bàn thờ sông Hương bằng vàng thét, có số cân, và kiểu về xe, về các cherubim xè cánh ra che trên hòm giao ước của Đức Giê-hô-va. David nói rằng, kiểu mẫu về các công việc này, ta nhờ tay của Đức Giê-hô-va chép ra, khiến cho ta hiểu biết vậy. David lại nói với Salomon con trai mình rằng, hãy vững lòng bền chí mà làm, chớ sợ sệt, chớ kinh hãi chi, vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời, tức là Đức Chúa Trời của cha, vẫn ở cùng con. Ngài chẳng hề từ bỏ con, cũng chẳng hề lìa khỏi con, cho đến chừng các công việc cất đền của Đức Giê-hô-va được xong. Kìa, có các ban thứ của những thầy tế lễ và người Lê-vi đặng làm các công việc của đền Đức Chúa Trời. Lại còn có những người vui ý, thông thạo về các nghề, đặng giúp làm mọi thứ công việc. Các quan trưởng và cả dân sự đều sẽ vâng theo mạng lệnh của con. Chương 29. David nói với cả hội chúng rằng, Salomon con trai ta, chỉ một mình con đó mà Đức Chúa Trời đã chọn. Hãy còn trẻ tuổi non nớt, và công việc lại lớn lao. Vì cái đền đó chẳng phải cho loài người đâu, bèn là cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời. Ta đã hết sức sắm cho đền của Đức Chúa Trời ta, nào vàng dùng về đồ làm bằng vàng, nào bạc dùng về đồ làm bằng bạc, nào đồng dùng về đồ làm bằng đồng, nào sắt dùng về đồ làm bằng sắt, nào gỗ dùng về đồ làm bằng gỗ. Lại sắm những ngọc bích, ngọc để khảm, ngọc chiếu sáng, ngọc đủ các màu và các thứ đá quý cùng đá cẩm thạch trắng rất nhiều. Lại, vì lòng ta yêu mến đền của Đức Chúa Trời, nên ngoại trừ số ta đã sắm cho đền thánh, ta cũng dâng cho đền của Đức Chúa Trời ta các đồ bằng vàng và bằng bạc thuộc riêng về ta, tức là 3.000 ta lân vàng Ophir và 7.000 ta lân bạc thét, đặng dùng bọc các vách đền. Vàng dùng về những vật bằng vàng, bạc dùng về những vật bằng bạc, và dùng về các việc làm bởi tay người thợ. Vậy ngày nay, ai là người vui lòng dâng mình cho Đức Giê-hô-va? Bây giờ các trưởng tộc, các trưởng của các chi phái Israel, các quan tướng cai ngàn người và trăm người, các kẻ coi sóc công việc của vua bèn vui lòng dâng về công việc đền Đức Chúa Trời 5.000 ta lân vàng, 10.000 đa riết, 10.000 ta lân bạc, 18.000 ta lân đồng và 100.000 ta lân sắt. Phàm ai có đá quý thì giao cho Jehiel về dòng gẹt sôn để dâng vào kho của Đức Giê-hô-va. Dân sự lấy làm vui mừng về điều mình trọn lòng vui ý dâng cho Đức Giê-hô-va, và vua David cũng lấy làm vui mừng lắm. Tại trước mặt cả hội chúng, David chúc tạ Đức Giê-hô-va mà rằng: Hỡi Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel, tổ phụ chúng tôi ơi, đáng chúc tạ Ngài cho đến đời đời vô cùng. Hỡi Đức Giê-hô-va, sự cao cả, quyền năng, vinh quang, toàn thắng và oai nghi đáng quy về Ngài, vì muôn vật trên các tầng trời và dưới đất đều thuộc về Ngài. Đức Giê-hô-va ơi, nước thuộc về Ngài, Ngài được tôn cao làm chúa tể của muôn vật.
hoặc sự giàu có hoặc sự vinh quang đều do Chúa mà đến, và Chúa quản trị trên muôn vật. Quyền năng và thế lực ở nơi tay Chúa. Tay Chúa khiến cho được tôn trọng và ban sức mạnh cho mọi người. Bây giờ Đức Chúa Trời chúng tôi ơi, chúng tôi cảm tạ Chúa và ngợi khen danh vinh hiển của Ngài. Nhưng tôi là ai và dân sự tôi là gì mà chúng tôi có sức dâng cách vui lòng như vậy? Vì mọi vật đều do nơi Chúa mà đến, và những vật chúng tôi đã dâng cho Chúa chẳng qua là đã thuộc về Chúa. Vì chúng tôi tại trước mặt Chúa vốn là kẻ lạ và kẻ ở đậu như các tổ phụ chúng tôi. Các ngày chúng tôi tại trên đất khác nào cái bóng không mong ở lâu được. Hỡi Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng tôi ơi, các vật này mà chúng tôi đã sắm sửa, đã cất đền cho danh thánh của Chúa, đều do nơi tay Chúa mà đến, và thảy đều thuộc về Chúa. Ôi Đức Chúa Trời tôi biết rằng Chúa dò xét lòng người ta, và Chúa vui vẻ về sự ngay thẳng. Về phần tôi cứ theo sự ngay thẳng của lòng tôi mà vui lòng dâng các vật này. Và bây giờ tôi lấy làm vui mừng mà thấy dân sự Chúa ở đây cũng có dâng cho Chúa cách vui lòng. Hỡi Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Abraham, của Isaac và của Israel, tổ phụ của chúng tôi ơi, xin hãy cho dân sự Chúa giữ luôn luôn một tâm ý ấy trong lòng và làm cho lòng chúng chiều theo về Chúa. Xin Chúa hãy ban cho Salomon con trai tôi một lòng trọn vẹn để gìn giữ các điều răn, chứng cớ và luật lệ của Chúa, cùng làm cho các công việc này, xây cất cái đền mà tôi đã sắm sửa tài liệu cho. David nói với cả hội chúng rằng: Hãy chúc tạ Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi. Cả hội chúng bèn chúc tạ Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ mình, cúi đầu xuống mà thờ lại Đức Giê-hô-va và lại vua. Qua ngày sau, chúng dâng những tế lễ cho Đức Giê-hô-va và dâng những của lễ thiêu cho Đức Giê-hô-va: 1,000 con bò đực, 1,000 con chiên đực, 1,000 con chiên con cùng các lễ quán cặp theo, và nhiều của tế lễ khác vì cả dân Israel. Trong ngày ấy, chúng ăn uống rất vui mừng tại trước mặt Đức Giê-hô-va. Chúng lần thứ nhì tôn Sa-lô-môn, con trai David, làm vua, và nhân Đức Giê-hô-va sức dầu cho người làm vua Chúa, và lập Sa-đốc làm thầy tế lễ. Bây giờ, Sa-lô-môn ngồi lên trên ngôi của Đức Giê-hô-va, làm vua thế cho David cha người, và người được hưng thạnh. Cả Israel đều vâng theo mạng người. Các quan trưởng và người mạnh dạn luôn với các con trai của vua David đều phục tùng vua Sa-lô-môn. Đức Giê-hô-va khiến cho Sa-lô-môn được rất cao trọng tại trước mặt cả Israel và ban cho người được oai nghiêm, đến nỗi trong Israel chẳng có một vua nào trước người được như vậy. David, con trai Isai, cai trị trên cả Israel. Người cai trị trên Israel 40 năm, tại Hebron người cai trị 7 năm, và tại Jerusalem người cai trị 33 năm. Người băng hà, tuổi cao, thỏa nguyện về đời mình, về sự giàu có và về vinh hiển. Salomon con trai người cai trị thế cho người. Các công việc của vua David từ đầu đến cuối đều chép trong sách của Samuel đấng tiên kiến, trong sách của Nathan đấng tiên tri, và trong sách của Gác đấng tiên kiến. Cuộc trị vì người, sự mạnh dạn người, các việc xảy ra cho người, cho dân Israel và cho các nước khác đều đã chép trong các sách ấy. Thư Roma chương 6. Vậy chúng ta sẽ nói làm sao? Chúng ta phải cứ ở trong tội lỗi hầu cho ân điển được dư dật chăng? Chẳng hề như vậy. Chúng ta đã chết về tội lỗi, lẽ nào còn sống trong tội lỗi nữa? Hay là anh em chẳng biết rằng chúng ta thảy đều đã chịu phép báp têm trong Đức Chúa Jesus Christ, tức là chịu phép báp têm trong sự chết Ngài sao? Vậy chúng ta đã bị chôn với Ngài bởi phép báp têm trong sự chết Ngài, hầu cho Đấng Christ nhờ vinh hiển của Cha được từ kẻ chết sống lại thế nào, thì chúng ta cũng sống trong đời mới thế ấy. Vì nếu chúng ta làm một cùng Ngài bởi sự chết giống như sự chết của Ngài, thì chúng ta cũng sẽ làm một cùng Ngài
bởi sự sống lại giống nhau, vì biết rõ rằng người cũ của chúng ta đã bị đóng đinh trên thập tự giá với Ngài, hầu cho thân thể của tội lỗi bị tiêu diệt đi, và chúng ta không phục với tội lỗi nữa. Vì ai đã chết thì được thoát khỏi tội lỗi. Và nếu chúng ta đã cùng chết với Đấng Christ, thì chúng ta tin rằng mình cũng sẽ cùng sống với Ngài. Bởi biết rằng Đấng Christ đã từ kẻ chết sống lại thì chẳng chết nữa, sự chết không còn cai trị trên Ngài. Vì nếu Ngài đã chết, ấy là chết cho tội lỗi một lần đủ cả, nhưng hiện nay Ngài sống, ấy là sống cho Đức Chúa Trời. Vậy anh em cũng hãy coi mình như chết về tội lỗi và như sống cho Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jesus Christ. Vậy chớ để tội lỗi cai trị trong xác thịt hay chết của anh em, và chớ chiều theo tư dục nó. Chớ nộp chi thể mình cho tội lỗi như là đồ dùng gian ác, nhưng hãy phó chính mình anh em cho Đức Chúa Trời, dường như đã chết mà nay trở nên sống, và dâng chi thể mình cho Đức Chúa Trời như là đồ dùng về sự công bình. Vì tội lỗi không cai trị trên anh em đâu, bởi anh em chẳng thuộc dưới luật pháp mà thuộc dưới ân điển. Vậy thì làm sao? Vì chúng ta không thuộc dưới luật pháp nhưng thuộc dưới ân điển thì chúng ta sẽ phạm tội hay sao? Chẳng hề như vậy. Anh em há chẳng biết rằng nếu anh em đã nộp mình làm tôi mọi đặng vâng phục kẻ nào, thì là tôi mọi của kẻ mình vâng phục, hoặc của tội lỗi đến sự chết, hoặc của sự vâng phục để được nên công bình hay sao? Nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời, vì sau khi anh em làm tôi mọi tội lỗi thì đã từ lòng vâng phục đạo lý là sự đã ban làm mực thước cho mình. Vậy anh em đã được buông tha khỏi tội lỗi, trở nên tôi mọi của sự công bình rồi. Tôi nói theo cách loài người, vì xác thịt của anh em là yếu đuối. Vậy anh em từng đặt chi thể mình làm tôi sự ô uế gian ác đặng phạm tội ác thế nào, thì bây giờ hãy đặt chi thể mình làm tôi sự công bình đặng làm nên thánh cũng thế ấy. Và khi anh em còn làm tôi mọi tội lỗi, thì đối với sự công bình anh em được tự do. Thế thì anh em đã được kết quả gì? Ấy là quả mà anh em hiện nay đương hổ thẹn, vì sự cuối cùng của những điều đó tức là sự chết. Nhưng bây giờ đã được buông tha khỏi tội lỗi và trở nên tôi mọi của Đức Chúa Trời rồi, thì anh em được lấy sự nên thánh làm kết quả và sự sống đời đời làm cuối cùng. Vì tiền công của tội lỗi là sự chết, nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đức Chúa Jesus Christ, Chúa chúng ta. Chương 7. Hỡi anh em, vì tôi nói với những kẻ biết luật pháp, vậy anh em há chẳng biết rằng luật pháp chỉ cai trị người ta khi còn sống hay sao? Cho nên đàn bà có chồng, hễ chồng còn sống bao lâu thì luật pháp buộc phải theo chồng bấy lâu. Nhưng nếu chồng chết thì người vợ được thoát khỏi luật pháp đã buộc mình với chồng. Vậy nếu đang lúc chồng còn sống mà vợ đi lấy người khác thì phải bị kêu là đàn bà ngoại tình. Nhưng nếu chồng chết thì vợ được buông tha khỏi luật pháp, dầu lấy người khác cũng chẳng phải là đàn bà ngoại tình vậy. Hỡi anh em ta, anh em cũng như vậy. Bởi thân thể của Đấng Christ anh em đã chết về luật pháp, đặng thuộc về người khác, tức là người đã từ kẻ chết sống lại, hầu cho chúng ta được kết quả cho Đức Chúa Trời. Vì khi chúng ta còn sống theo xác thịt thì các tình dục xấu xa bị luật pháp xui khiến hành động trong chi thể chúng ta và kết quả cho sự chết. Nhưng bây giờ chúng ta đã chết về luật pháp là điều bắt buộc mình, thì được buông tha khỏi luật pháp đặng hầu việc Đức Chúa Trời theo cách mới của Thánh Linh, chứ không theo cách cũ của văn tự. Vậy chúng ta sẽ nói làm sao? Luật pháp há là tội lỗi sao? Chẳng hề như vậy. Nhưng tôi chỉ bởi luật pháp mà biết tội lỗi, vì nếu luật pháp không nói ngươi chớ tham lam thì tôi đã không biết sự tham lam. Ấy là tội lỗi đã nhân dịp bởi điều răn mà sinh ra mọi thứ ham muốn trong lòng tôi. Vì không có luật pháp thì tội lỗi chết đi.
Ngày xưa, tôi không có luật pháp mà tôi sống. Nhưng khi điều răn đến thì tội lỗi lại sống, còn tôi thì chết. Vậy thì té ra điều răn vốn nên làm cho tôi sống đã dắt tôi đến sự chết. Vì tội lỗi đã nhân dịp dùng điều răn dỗ dành tôi và nhân đó làm cho tôi chết. Ấy vậy, luật pháp là thánh, điều răn cũng là thánh, công bình và tốt lành. Vậy thì điều lành trở làm cớ cho tôi chết sao? Chẳng hề như vậy. Nhưng ấy là tội lỗi đã làm cho tôi chết. Hầu khi nó nhân điều lành làm chết tôi, tự bày ra nó là tội lỗi. Đến nỗi tội lỗi nhân điều răn trở nên cực ác. Vả, chúng ta biết luật pháp là thiêng liêng, nhưng tôi là tánh xác thịt đã bị bán cho tội lỗi. Vì tôi không hiểu điều mình làm, tôi chẳng làm điều mình muốn, nhưng làm điều mình ghét. Xong, nếu tôi làm điều mình chẳng muốn, thì bởi đó nhận biết luật pháp là tốt lành. Bây giờ chẳng phải tôi làm điều đó nữa, nhưng ấy là tội lỗi ở trong tôi. Vả, tôi biết điều lành chẳng ở trong tôi đâu, nghĩa là trong xác thịt tôi. Bởi tôi có ý muốn làm điều lành, nhưng không có quyền làm chọn. Vì tôi không làm điều lành mình muốn, nhưng làm điều dữ mình không muốn. Ví bằng, tôi làm điều mình không muốn, ấy chẳng phải là tôi làm điều đó nữa, nhưng là tội lỗi ở trong tôi vậy. Vậy, tôi thấy có luật này trong tôi. Khi tôi muốn làm điều lành, thì điều dữ dính dấp theo tôi. Vì theo người bề trong, tôi vẫn lấy luật pháp Đức Chúa Trời làm đẹp lòng. Nhưng tôi cảm biết trong chi thể mình có một luật khác giao chiến với luật trong trí mình, bắt mình phải làm phu tù cho luật của tội lỗi, tức là luật ở trong chi thể tôi vậy. Khốn nạn cho tôi, ai sẽ cứu tôi thoát khỏi thân thể hay chết này? Cảm tạ Đức Chúa Trời, nhờ Đức Chúa Giêsu Christ là Chúa chúng ta. Như vậy thì chính mình tôi lấy trí khôn phục luật pháp của Đức Chúa Trời, nhưng lấy xác thịt phục luật pháp của tội lỗi. Thi Thiên 135. Hallelujah, hãy ngợi khen danh Đức Giê-hô-va. Hỡi các tôi tớ Đức Giê-hô-va, là kẻ đứng trong nhà Đức Giê-hô-va, tại hành lang của nhà Đức Chúa Trời chúng ta, hãy ngợi khen Ngài. Hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va, vì Đức Giê-hô-va là thiện. Khá hát ngợi khen danh Ngài, vì ấy là vui. Vì Đức Giê-hô-va đã chọn Gia-cốp cho mình, lấy Israel làm cơ nghiệp riêng của Ngài. Tôi biết rằng Đức Giê-hô-va là lớn, Chúa chúng tôi trỗi cao hơn hết các thần. Điều nào đẹp ý Đức Giê-hô-va làm, Ngài bèn làm điều nấy, hoặc trên trời, dưới đất, trong biển hay là trong các vực sâu. Ngài khiến mây bay lên từ nơi cùng đầu đất, làm chớp nhoáng theo mưa, khiến gió ra từ các kho tàng của Ngài. Ngài đánh giết các con đầu lòng xứ Ê-díp-tô, từ loài người cho đến loài thú vật. Sai đến giữa Ê-díp-tô những dấu kỳ phép lạ, hại Pha-ra-ôn và hết thảy các tôi tớ người. Cũng đánh bại lắm dân tộc lớn và giết các vua mạnh mẽ, tức là Si-hôn vua dân Amorít, Ốc vua Ba-sang và hết thảy vua xứ Ca-na-an. Ngài ban xứ chúng nó làm sản nghiệp cho Israel là dân sự Ngài. Hỡi Đức Giê-hô-va, danh Ngài còn đến đời đời, kỷ niệm Ngài trải qua đời này đến đời kia. Vì Đức Giê-hô-va sẽ đoán xét dân sự Ngài và đổi ý về việc những kẻ tôi tớ Ngài. Hình tượng của các dân bằng bạc và bằng vàng là công việc tay loài người làm ra. Hình tượng có miệng mà không nói, có mắt mà chẳng thấy, có tai mà không nghe, và miệng nó không hơi thở. Phàm kẻ nào làm hình tượng và nhờ cậy nơi nó đều giống như nó. Hỡi nhà Israel hãy chúc tụng Đức Giê-hô-va. Hỡi nhà A-rôn hãy chúc tụng Đức Giê-hô-va. Hỡi nhà Lê-vi hãy chúc tụng Đức Giê-hô-va. Hỡi các người kính sợ Đức Giê-hô-va, khá chúc tụng Đức Giê-hô-va. Đáng từ Si-ôn chúc tụng Đức Giê-hô-va, là đấng ngự tại Giê-ru-sa-lem. Hallelujah. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa, hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài.
Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giêsu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Chúa ơi, xin hãy cáo trách và thanh tẩy khi môi miệng con nói điều dơ dáy không đẹp lòng Ngài. Xin Chúa hãy thêm sức và hướng dẫn con ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Xin Chúa thêm lên cho con đức tin để mỗi ngày con trông cậy nơi Chúa càng hơn. Xin Chúa thêm lên sự sức dầu trên con để con bày tỏ danh của Ngài trên chính đời sống hàng ngày của con, để con như muối của đất, ánh sáng của thế gian. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con. Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong ngày. Con cảm ơn Chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Xin Thánh Linh Chúa cho sứ điệp này để khích lệ thêm động lực bạn bước đi với Chúa mỗi ngày. Mọi đóng góp ý kiến hay góp phần dâng hiến cho chương trình xin gửi về Gmail dưỡng linh cơ đốc 2020a@gmail.com. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách chia sẻ chương trình rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng xã hội. Hẹn bạn dưỡng linh hàng ngày tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.